Sau khi đã tải đầy đủ các file cài đặt về máy tính của mình, các bạn có thể mở MT4 lên. Chúng ta chú ý vào phần tập tin. Tiếp theo là mở cửa sổ dữ liệu. Ở đây chúng ta vào tiếp thư mục MQL4. Tiếp theo là vào thư mục Export. Ở thư mục này chúng ta sẽ copy file cài đặt mà chúng ta đã tải về lúc nãy. Mình sẽ paste nó vào. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với biểu đồ MT4. Mọi người chú ý vào cửa sổ dịch chuyển ở bên trái. Ở phần EA, chúng ta nhấn chuột phải vào và bấm vào làm mới. Lúc này hệ thống sẽ tự động cập nhật EA mà chúng ta đã post vào thư mục lúc nãy ha. Và chúng ta bắt đầu nhấn đúp chuột trái vào cái EA mà chúng ta vừa cài. Ở đây chúng ta cần phải nhớ rằng là cần tích xanh cho hai phần. Ở đây và ở đây. Rồi sau đó chúng ta bấm OK. Thì sau khi mà đã cài đặt EA, chúng ta có thể nhấn vào giao dịch tự động ở phía trên này. Thì như mọi người thấy ở đây là EA của mình đã tự động vào lệnh rồi. Vậy thì trong trường hợp nếu như các bạn muốn đổi cặp giao dịch thì chúng ta có thể tắt cái chế độ tự động giao dịch đi. Chúng ta kéo biểu đồ của cặp mà chúng ta muốn thay đổi EA ra cửa sổ chính. Rồi, thì từ đây chúng ta lại tiếp tục thao tác nhấn đúp chuột vào EA mà chúng ta đã cài đặt lúc nãy. Chúng ta bấm vào Z này. Ở đây thì vẫn tiếp tục đánh tích xanh vào hai mục này. Rồi chúng ta lại bấm OK. Thì lúc này chúng ta có thể bật EA ở trên cái cặp tiền mới của chúng ta. MT4 của mình đang tự động vào lệnh ở hai cặp là EU và NU. Sẽ có trường hợp các bạn đã nhấn vào giao dịch tự động nhưng sau đó vẫn không có lệnh tự chạy ở trên này. Thì các bạn có thể chú ý vào góc phải của màn hình, chúng ta sẽ có một cái biểu tượng mặt cười ở đây. Chúng ta nhấn vào biểu tượng mặt cười. Và trong trường hợp đó có thể là các bạn đã quên tích xanh vào một trong hai cái điểm này. Như ở đây thì mình quên đánh dấu ở đây. Mình sẽ đánh dấu lại rồi tiếp tục nhấn OK. Thì lúc này EA của chúng ta lại trở về bình như bình thường. Nó sẽ tự động vào lệnh cho chúng ta.